Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Bằng nha. Sẽ có một số hoa giấy cặp đôi quý cô chú anh chị em giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Lô cây hôm nay rực rỡ hoa quý cô chú anh chị. Rồi em chào anh. Dạ chào Pháp Thái. Dạ mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Pháp Thái TV. Dạ hôm nay nhà vườn em có một số hoa giấy các thành phẩm. Dạ rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của cô chú anh chị ạ. Dạ số điện thoại của nhà vườn em là 0336517026 cũng là số Zalo của em. Dạ đầu tiên là mã số 1 ạ. Này có ba màu của chú anh chị. Dạ dưa hấu hồng, tiểu Ấn Độ với lại phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa. Đang rực rỡ hoa. Dạ cây có hoành là 14. Chiều cao là 59. Tán ngang là 46. Dạ cái này em xin vô lô là 200 ngàn ạ. Mã số 1 ép của chú anh chị. Hôm nay mã ép của anh chị em. Dạ mã số 2 ép. Một cặp tím siêu bông. Ghép rễ của chú anh chị. Này cây có tán ngang là 36. Chiều cao là 47. Dạ hoành cổ là 13. Cây này có tán ngang là 32. Chiều cao là 46. Dạ quanh cổ là 14. Dạ cặp 2F nằm xin giao lưu là 250 ngàn ạ. Dạ cặp 3F. Một cây ghép tím siêu bông, một cây ghép cẩm thạch tím tuyết. Dạ cây có tán ngang là 35. Chiều cao là 40. Mini để bàn của anh chị em. Dạ quanh cổ là 14. Dạ cái này có một tán ngang là 33. Chiều cao là 44. Dạ quanh cổ là 11. Dạ cặp này cặp 3F em xin giao lưu là 250 ngàn ạ. Dạ cây này ghép rễ nha cô chú anh chị. Dạ mã số 4F. Dạ một cây tím siêu bông với lại một cây cẩm thạch ba màu. Dạ cây có tán ngang là 33. Chiều cao là 55. Dạ quanh cổ là 10. Dạ này cây này có tán ngang là 36. Chiều cao là 55. Dạ quanh cổ là 10 luôn. Dạ cặp 4F này em xin giao lưu là 250 ngàn ạ. Mỗi cây 3 màu. Mỗi cây 3 màu luôn của chú anh chị. Cái cây này có thêm màu vàng chưa có bông. Với lại màu và cẩm thạch tím tuyết nè. Dạ mã số 5F ạ. Dạ cây này có 4 màu. Đỏ red pizza, tím tuyết, hồng tuyết và lại cá vàng. Cá vàng chưa bông của chú anh chị. Dạ có tán ngang là 45. Chiều cao là 62. Dạ hoành cổ là 12. Dạ cái này có 3 màu. Hồng lửa, ruby tím lửa. Dưới này cam lửa. Dạ có tán ngang là 42. Chiều cao là 64. Dạ hoành cổ là 13. Dạ cặp này em xin giao lưu mã 4F này 5F. Dạ mã 5F em xin giao lưu là 250 ngàn ạ. Cái cây này có lỗi đây chút đỉnh nha cô chú anh chị, không ảnh hưởng gì cô chú anh chị. Tài da của anh chị em. Mã 6F. Mã 6F. Một cặp bướm tím. Dạ cặp này em xin giao lưu là 220 ngàn ạ. Cái này thì có nói chung là nó có lỗi chút đỉnh nhưng không ảnh hưởng gì cô chú anh chị. Quá đá của anh chị em. Hàng này mình có chút đỉnh hình như là mình sao rẻ. Dạ mã 7F cẩm thạch siêu bông. Cái này ghép rễ của chú anh chị. Dạ có tán ngang là 45. Chiều cao là 57. Dạ bên cổ là 17. Dạ cái này về cái 7F em xin giao lưu là 280 ngàn ạ. Cái này thích hợp của anh chị em ép chỗ dĩa để bàn ha. Đang đều luôn của chú anh chị. Dạ cặp 8F. Ở cái 8F, 8F là một cây của chú nhỉ. Gồm có hồng gân và hồng gân lá vàng của anh chị em. Dạ cây có tán ngang là 56.
chiều cao là 60. Giá quanh cổ là 13. Giá cái này em xin vô luôn là 220.000 á. Màu rất là ngọt luôn. Mã số 9, đây cặp 9F. Cái này có hồng hồng gân với lại phụng hoàng lửa. Cái này có hồng gân, phụng hoàng lửa với lại vàng hoàng kim của chú anh chị. Cái hai màu, cái ba màu. Và cái này có 8.000 là 40. Chiều cao là 53. Dạ quanh cổ là 9. Và cái này có 8.000 là 42. Chiều cao là 53. Dạ quanh cổ là 15. Và cặp này xin vô lô là 280.000 của chú anh chị. Cây 10F của chú anh chị. Cái này có 4 màu, gồm có phụng hoàng lửa, vàng hoàng kim, dưa hấu đỏ với lại dưa hấu hồng. Tiểu Ấn Độ. Tiểu Ấn Độ nữa. Và cây có 8.000 là 47. Chiều cao là 70. Và quanh cổ là 13. Cây 10F nằm xin Zalo là 220.000 á. Dạ cây 11F, cái này 4 màu của chú anh chị. Em có phụng hoàng lửa, hồng gân, tiểu Ấn Độ với dưa hấu hồng. Dạ cây có 8.000 là 55. Chiều cao là 65. Dạ quanh cổ là 15. Dạ cái này cái 4, cây 11F em xin vô lô là 250.000 ạ. Dạ, cái số 12F. Một cặp đỏ lửa. Một cặp đỏ lửa. Dạ, cái này có 8.000 là 39. Chiều cao là 59. Dạ, quanh cổ là 10. Cái này có 8.000 là 41. Chiều cao là 57. Quanh cổ là 10 luôn ạ. Dạ, cặp 12F đang xin vô luôn là 250.000 ạ. Dạ cặp 13F, một cây tím tuyết, một cây đỏ lửa. Dạ cái này có 8.000 là 42. Chiều cao là 57. Quỳnh cổ là 12. Đỏ lửa có 8.000 là 38. Chiều cao là 59. Dạ quỳnh cổ là 14. Dạ mã 13F này em xin Zalo là 250.000 ạ. Rồi một cặp với chị em, trắng tuyết và đỏ lửa. Dạ cái số 14F. Một cặp trắng tuyết. Dạ cây có 8.000 là 45. Chiều cao là 59. Dạ quanh cổ là 8. Dạ cái này có 8.000 là 45 luôn. Chiều cao là 60. Dạ quanh cổ là 10. Dạ cặp số 14F này em xin vô luôn là 250.000 ạ. Dạ cặp 15F, cặp thạch hồng. Dạ cây có 8.000 là 42. Chiều cao là 70. Quanh cổ là 11. Dạ cái này có 8.000 là 42. Chiều cao là 63. Quanh cổ là 9. Dạ cặp 15F này em xin Zalo là 280.000 ạ. Dạ 16F, cặp thạch 7 màu. Gồm có màu đỏ, màu vàng, bỏ vàng cam. Hồng, bờ lai can, màu trắng. Nói chung là đủ 8 màu nghe cô chú anh chị. 7 màu, từ 7 màu trở lên. Dạ cây có tán ngang là 45. Chiều cao là 75. Dạ hoành là 20.
Dạ cây 16F này em xin giao lưu là 500 ngàn ạ. Cây lực quý anh chị em. Dạ cây 17F. Cái này cẩm thạch 7 màu của chúng chị. Rồi có màu đỏ, màu vàng, màu cam. Sakura Balaikan. Cẩm thạch tím tiết, cẩm thạch siêu bông. Cẩm thạch trắng. Dạ cây có tán ngang là 67. Chiều cao là 79. Hoành cổ là 21. Dạ cây 17F này em xin giao lưu là 350 ngàn ạ. Dạ cây 18F. Cái này có 9 màu ngay cô chú anh chị. Rồi màu đỏ, màu vàng, màu cam. Cẩm thạch siêu bông. Cẩm thạch tím tuyết, Sakura Balaikan, cẩm thạch trắng. Cẩm thạch tím lục bình. Dạ cây có tán ngang là 55. Chiều cao là 74. Dạ quanh cổ là 18. Dạ cái này em xin giao lưu là 10 cây 18F em xin giao lưu là 400 ngàn ạ. Cây form rất đẹp quý anh em, rất nâng. Dạ cây 19F. Tím siêu bông. Dạ có tán ngang là 49. Chiều cao là 76. Dạ quanh cổ là 19. Dạ cái này em xin giao lưu là 350 ngàn ạ. Dạ cây 20F. Vẫn là cẩm thạch tím siêu bông của chú anh chị. Dạ cây có tán ngang là 70. Chiều cao là 85. Dạ quanh cổ là 18. Dạ cây 20F đang xin giao lưu là 400 ngàn ạ. Dạ cây 21F. Cẩm thạch tím siêu bông. Dạ cây có tán ngang là 56. Chiều cao là 87. Dạ hoành cổ là 24. Dạ cây 21F em xin giao lưu là 700 ngàn ạ. Dạ cây 22F. Tím siêu bông. Sai lớn quá anh chị em. Dạ cây có tán ngang là 78. Dạ chiều cao là 1m07. Dạ có hoành là 21. Dạ cây 22F em xin giao lưu là 500 ngàn ạ. Form tròn quay và đang full bông. 22F. Tiếp theo mã số 23. Cây 23F. Một cây thái 6 màu. 6 màu thái của anh chị em. Dạ cây có tán ngang là 88. Chiều cao là 97. Tàn thả, cây rất lực. Dạ hoành cổ là 24. Dạ mã 23F này em xin giao lưu là 1 triệu ạ. Gồm có 6 màu. Cây này gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu trắng phớt hồng và màu hồng phấn mới quý anh chị em. Cây 24F thái 6 màu. Cây này quá sát cái đế. Cây đang sổ búp quý anh chị em. Dạ cây có tán ngang là 75. Chiều cao là 1m05. Phồi liền. Rất là sạch. Dạ hoành cổ là 32. Dạ cây này em xin giao lưu là 1 triệu ạ. Này cũng 6 màu giống như vừa rồi nghe của chú anh chị. Dạ cây 25F thái 5 màu. Hiện giờ bông 5 màu các chú chị bị kiểm nó đủ 5 màu tính 5 màu thôi. Cái này có thể là nó 6 màu không chừng.
quá xá cái phơm. Dạ cây này có quanh cổ là 32. Củ đế đặc ha. Tán ngang là 77. Dạ chiều cao là 1m1. Dạ cái này em cây 25m em xin giao lưu là 1.500.000 ạ. Cây này gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và màu trắng phớt hồng anh chị em. Dạ cây số 25 cũng là cây cuối clip của vườn em hôm nay. Dạ rất mong sự quan tâm và ủng hộ của chú anh chị ạ. Và ngày mới chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn anh Bằng nha.